Bạn đang có một ảnh bị mờ, vỡ và muốn chuyển thành ảnh chất lượng cao và siêu nét thì sau đây chính là một giải pháp cực kỳ tuyệt vời và hoàn toàn miễn phí. Đây là bức ảnh gốc mình đang có. Khi phóng to ảnh lên, chúng ta dễ dàng thấy được những chi tiết bị vỡ trên khuôn mặt của Sơn Tùng. Kích thước của ảnh gốc thực sự rất bé, không đủ để thiết kế size thuyết trình, chưa nói tới in ấn hoặc làm ấn phẩm truyền thông. Chúng ta chỉ cần vào trang web lessinhand.io, sau đó đăng ký một tài khoản miễn phí bằng email rồi đăng ảnh bị vỡ của chúng ta lên. Và đây chính là thông số khuyến nghị của mình. Dạng file hệ thống xử lý sẽ là hình ảnh và ưu tiên cải thiện chi tiết của khuôn mặt. Quan trọng nhất, phần kích thước chúng ta nên để là custom và độ phóng to là 4 lần. Chúng ta cũng có thể lựa chọn cải thiện tông màu ảnh, nhưng thường mình sẽ không sử dụng. Dạng file lưu chúng ta nên để là PNG để ảnh không bị nén. Cuối cùng, chúng ta nhấn Start Processing. Sau khi trang web đã xử lý xong, chúng ta nhấn vào biểu tượng tải xuống. Đây chính là thành quả tuyệt vời có được từ trang web. Khi phóng to ảnh lên, chúng ta thấy rõ được sự sắc nét và độ chi tiết của khuôn mặt, mái tóc, thậm chí là lông mi của Sơn Tùng. Kể cả khi mình phóng to hơn nữa, chúng ta vẫn thấy rõ được khuyên tai của Sơn Tùng hiển thị vô cùng sắc nét. So với ảnh gốc, khi phóng to đến đây thôi, chúng ta đã thấy ảnh bị vỡ trầm trọng rồi. Và máy tính còn không cho phép chúng ta phóng to hơn nữa. Thực sự, lessinhand.io chính là giải pháp cực kỳ giá trị để từ nay chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo ảnh bị vỡ khi thiết kế size PowerPoint chuyên nghiệp. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Niceline để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Niceline, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.